Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách di chuyển hình ảnh trong Word Để di chuyển hình ảnh trong Word thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á, tôi sẽ tiến hành là chèn hình ảnh vào trong Word Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách di chuyển hình ảnh trong Word Giả sử như đây tôi sẽ chèn hình ảnh ở vị trí này Thì tôi sẽ đặt con chó chuột tại vị trí mà tôi muốn chèn Sau đó ở đây tôi sẽ vào tab insert Chọn vào picture Tiếp theo tôi sẽ chọn vào zero và đây chính là hình ảnh mà tôi muốn chèn vào trong quật bây giờ tôi sẽ chọn vào nó sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào insert để tôi tiến hành chèn ảnh đây là hình ảnh mà tôi vừa chèn vào và hình ảnh của tôi á nó có kích thước quá lớn bây giờ tôi sẽ thu nhỏ nó lại bằng cách là chọn vào hình ảnh này Rê chuột vào chấm tròn ở một góc bất kỳ kéo nhỏ lại đó rồi nếu như các bạn chúng ta muốn là canh giữa hình ảnh á thì chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh này vào tập không chọn canh giữa hình ảnh sau khi được chèn vào á chúng ta rất là khó di chuyển này chọn hình ảnh kéo rất là khó di chuyển các bạn chúng ta muốn là di chuyển hình ảnh trong Word. thì chúng ta sẽ làm như sau này chọn vào hình ảnh và chúng ta muốn di chuyển và tắt format sau đó đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào wrap text tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào các tùy chọn sau đây tùy chọn đầu tiên là inline with Test. thì nó có hình ảnh giống như là một ký tự như là a u i con square này khi các bạn chọn về tùy chọn này Rê chuột vào nội dung thì nó sẽ đẩy nội dung sang bên cạnh này đó nó tạo ra hình vuông đó tương tự đối với Tit và throw nó cũng tương tự như vậy nha đó throw này nó cũng ná ná như là a square rồi đối với tùy chọn là top and bottom thì nó sẽ đẩy nội dung lên trên và phía dưới chứ nó không cho nằm ngang hàng các bạn thấy không kể từ đâu thì chữ nó sẽ thục hoặc là tràn lên trên còn đối với chọn B2 test tức là nó sẽ nằm sau chữ đó tôi chọn vào B2 test thì sẽ không thấy nặng nữa bởi vì chữ đã che mất rồi còn in font test tức là nó sẽ nằm trên chữ đó Nó sẽ di chuyển được nhưng mà nó sẽ nằm trên chữ Hoặc là bạn cũng có thể là bấm phải chuột vào hình ảnh Sau đó nó sẽ xuất hiện Thì chọn đó là Wrap Text Sau đó các bạn có thể là chọn vào thì chọn Mà bạn muốn áp dụng cho hình ảnh Lưu ý nha Đối với các thì chọn như là Square, tít Throw Top and Bottom, Behind Text Và In Front of Text Thì chúng ta có thể là di chuyển hình ảnh đó. còn đối với thì chọn là inline with text thì nó là một ký tự rồi chúng ta di chuyển rất là khó khăn thì thông thường ở đây á tôi hay chọn là square này đó di chuyển hình ảnh tới vị trí mà tôi muốn ở đây á nếu mà tôi muốn là chữ nằm trên và nằm dưới thì tôi sẽ chọn vào top and bottom này xóa bớt khoảng trắng đi đó rồi Đối với thì chọn throw á Giả sử như đây, tôi sẽ chọn vào square này Bây giờ tôi muốn là cái chữ bên trái Và bên phải á Nó sẽ Sai hơn một tí Thì đây tôi sẽ bấm phải chụp vào hình ảnh này Vào drop test Chọn vào More layout Option Thì đây Các bạn chúng ta sẽ chọn vào Tab là test pin Top, Left Bottom, Right Tức là trên Trái dưới phải bây giờ tôi muốn là bên trái cắt là 1 cm và bên phải cắt là 1 cm thì tôi nhập vào đây nha Ok này thì các bạn thấy bên trái nó sẽ cắt một khoảng là 1 cm bên phải là 1 cm đó trên chuột tới đâu thì bên trái và bên phải nó đều cắt 1 cm nha bạn có thể là vào đây để chỉnh khoảng cách ở các bên nha mò lại option này. đó nhập vào đây để chỉnh khoảng cách nha từ các bạn chúng ta sẽ chọn vào các tùy chọn nào để các bạn có thể là di chuyển hình ảnh làm sao cho nó phù hợp nha đó. đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách di chuyển hình ảnh trong Word nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn đã theo dõi